rộng và dài em cứ bước đi, còn cứ độc và lạ là được lên sóng ở Noha. Con này khá độc khá lạ ở cách sửa nhá. Tí nữa thì mình sẽ tháo Vega ra và mình chia sẻ cho các bạn cách sửa, chứ không phải là chiếc Vega này là chiếc Vega độc và lạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái bài test đầu tiên. Các bạn cứ bỏ qua cái vấn đề nhiệt độ của Tùng nhé, vì mình đang tiết kiệm keo MX4, mình phải test tất cả ok, sau đó mình sẽ là vệ sinh sạch sẽ đi, mình mới tra keo MX4 và mình test lại một lần nữa. Vì vậy với cái nhiệt độ 77 độ C là chuyện hết sức bình thường. GTX 1050T thì có gì đâu mà lạ đúng không ạ? 1600 và 3500 đạt đủ tiêu chuẩn, không bị yếu sinh lý. FPS đúng chuẩn của chúng ta dao động từ 20 đến 24. Và bây giờ chúng ta sẽ ngắm mọi góc cạnh của Chrome Full GTX 1050T. Đây. Ồ, không thấy tên khách hàng đâu, kệ nó đi. Đây thì các bạn, sườn từ trên xuống, trái phải đều sang. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến những bài test khác để xem là liệu nó có thể sống sót qua mùa xuân. Sau đó mới là cái bí mật, vén màn bí mật của chiếc Vega này. GTX 1050T bây giờ giá hiện tại vẫn dao động ở cái biên độ rơi vào tầm khoảng là 3,5 triệu đến 4 triệu. Và có một tin buồn cho các bạn là tất cả Vega Shark các châu đang bị ngừng mua. Vì vậy giá Vega Shark các châu đang xuống một cách thảm hại, không phải vì giá Bitcoin xuống nhá, vì cái thằng tàu khựa thôi nó đang ôm. Còn giá Bitcoin thì vài ông 24 giờ giật tít vãi đái. Bitcoin có cú tăng thần tốc. Thần tốc là như nào? Là tăng 2% trong 24 giờ. Trong khi đó nó giảm khoảng 30% trong vòng 24 giờ thì không thấy nói giảm thần tốc. Sư bố mấy ông 24 giờ. Giật tít hay vãi. Chúng ta tiếp tục test thêm một bài test nữa, đó là test phần mềm giả lập cho chúng ta trong quá trình chơi game. Tất cả những thông số đã được sầu đây. Các bạn đợi chút xem nó có bị yếu sinh lý không nhá. Sau đó là đến chơi game. Và sau đó là bí mật, vén màn bí mật lịch sử 20 năm đúng không ạ? Đây, mọi thông số vẫn như khuyến cáo các bạn nhá. F9 28, 29 đây các bạn, đủ các thông số cho các bạn. Noha2.vn, tất cả sản phẩm điện tử ở Noha2 sửa chữa đều được bảo hành 1 tháng. Trong thời gian bảo hành, nếu chúng tôi không bảo hành được, chúng tôi hoàn trả 100% phí sửa chữa. Còn main các bạn nhớ nhé, main sẽ không bảo hành cong vênh chân socket và toàn bộ đồ điện tử của ở Noha2, kể cả bán hay sửa đều không bảo hành cháy nổ có tác động của con người và thiên nhiên. Còn thực sự là các bạn tìm được đâu bảo hành cháy nổ thì các bạn sửa thôi. Còn Noha2 thực sự là chúng tôi không bảo hành cháy nổ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi test game các bạn nhé. Vẫn cấu hình huyền thoại dành để test game của Noha2. Và một đống nằm dãi thẻ ra đang chờ này các bạn. Có 2 con thôi, đống gì các bạn. Con này khá lạ, mình chưa biết là con gì và mình sẽ lên hình cho các bạn. Còn con này hình như là Chrome Full bản 1050 bản 3GB, mình chưa biết vì trong quá trình sửa nó mất tên rồi. Tí nữa chúng ta sẽ bật ra. Còn bây giờ mời các bạn đi test game cùng Tùng. Các bạn lại chán ngay ở cái đoạn test game mà các bạn chỉ hừng hực khí thế đến cái đoạn là lột quần lột áo chiếc Vega ra xem nó bị lỗi gì thôi. Chứ còn cái đoạn test game thì thực sự là các bạn biết mình test game như nào rồi, các bạn chán ngay mà. Rất nhiều bạn content bảo úi lại đến đoạn test game. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm để lấy cái lệ trong quá trình test game. Có nghĩa là mình đã test quá nhiều GTX 1050T rồi. Setup cấu hình lên xem được Ultra không vậy? Hay. Không được Ultra, nên Ultra đi. 1050 con này khỏe mà. Ok, chúng ta đã setup ở mức độ Ultra nhé. Các bạn có cách nào mà chơi không bị khóa nick ấy? Ví dụ setup như nào để chơi không bị khóa nick thì các bạn chỉ cho mình nhé. Nhiều hôm cứ chơi vài bữa là lại bị khóa nick và không có cái để test cho các bạn. Không hiểu tại sao setup ở ngoài thì những cái thông số nó hiện ở góc này, bây giờ vào trong game thì nó không hiện nữa, quá buồn. Ôi cảnh này giống cảnh lúc trước nữa. Map giống map trước.
cái map mà mình tự tử mấy lần không chết ấy. Chúng ta đã sở hữu một cái chảo để đối đầu với súng ống. Ui tôi giật đâu, không hề giật reo tí nào các bạn nhé. 710 i3 710 RAM 8GB GTX 1050 Ti không hề giật với PUBG bản PC. Chính vì vậy LOL, CSGO, GTA, Dota hay là FIFA Online 4 thì các bạn hoàn toàn có thể cân mượt với GTX 1050 Ti nhé. Giá thị trường như mình đã nói, nó dao động vào khoảng từ 3,5-4 triệu tùy cái độ đẹp của Vega. Còn là các bạn thì các bạn mua càng rẻ càng tốt, 500, 1 triệu, 200, 100, mua được giá thì càng rẻ càng tốt, thì đó là điều chúc mừng các bạn. Còn giá thị trường thì nó xem như mình đã nói, súng ống đã đầy đủ. Còn bây giờ thì mình tạm ngừng video, sau đó đợi nó chết và mình sẽ quay cái lạ kỳ ở chiếc này, chiếc Vega này là tại sao được tiên sóng và nó đã sống lại một cách thần kỳ. Sửa Vega thực sự là đôi khi cái công sửa nó rất tốn thời gian. Có con thì khoảng dăm 10 phút, có con phải dăm 3 ngày. Nhưng sửa xong, lên và dùng, sau đó còn phải test cũng tốn khá nhiều thời gian, chứ không phải là cứ sửa xong lên hình là ok nhá. Vì vậy là Vega mình thường nhận lại, chứ ít khi là mình sửa luôn khi các bạn đến. Một phần là do mình còn quá nhiều việc đang tồn phải giải quyết ngay. Hai là nếu mà sửa kiểu đó ấy, thì rất hay về đến nhà nó bị cái lỗi backup lại. Nó mất công cả công đi và cả công mình ngồi test. Kể cả những cái bộ cây vi tính hay những cái đồ khác thì mình cũng đều làm như vậy. Một phần là do công việc quá nhiều, hai là để tránh cái rủi ro mất cái thời gian đi lại của các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang xem tại sao mình nói là của một đồng công một nén, công miếng bài nén ở con GTX 1050 Ti này. Chúng ta sẽ cùng đi tra keo tỏa nhiệt và xem tại sao em nó được lên sóng nhá. Đây các bạn nhìn thấy dây dựa câu trăng chịt chưa? Cái này là cắt bớt dây đi để cho cái quạt nó quay cái tốc độ lớn nhất mà không phải qua điều tốc. Vì vậy để làm cho Vega luôn mát chứ không có vấn đề gì gọi là quá kinh khủng cả. Cooling full này, GTX 1050 bản 4GB. Cooling full được bảo hành ở dưới Ninh Nam hay sao các bạn ạ? Mình không nhớ được chính xác đâu ạ. Cái này các bạn có thể Google nhé. Chúng ta sẽ xem và đi tìm nguyên nhân Vega chết và cách sửa được chưa ạ? Đã tra keo này. Đây. Đây các bạn nhìn thấy chỗ sửa chỗ nào không? Chip chiếc vẫn còn nguyên, chưa keo kiếp, chưa đập đá phá ống bơ gì nhá. RAM 4GB này vẫn còn nguyên các bạn nhá, chưa đập đá phá ống bơ một tẹo nào cả. Cái này là bị thối mạch các bạn ạ. Ở đây mình sẽ chỉ cái chỗ thối mạch. Phải nghiên cứu cách sửa để dùng cho camera bắt nét các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cái kênh dao động, nó tạo ra một cái xung nhịp để truyền tải cái dữ liệu giữa chip và RAM và các nơi khác. Nếu thay anh này không dao động thì chip và RAM sẽ không được phép hoạt động. Và đây, nó bị đứt mạch này và mình đã tiến hành câu mạch. Đúng một cái câu nói là của một đồng công một nén. Cái thời gian phát hiện ra bệnh và thời gian sửa bệnh mới là lâu. Đây các bạn nhìn thấy mạch chưa? Đấy, mình đang tự điều chỉnh camera để có thể bắt nét và làm sao cho các bạn nhìn thấy nét nhất. Quá nhiều công mới phát hiện ra là nó bị đứt mạch ngầm ở chỗ này. Còn trên toàn bộ chiếc Vega các bạn sẽ không thấy nó sửa đâu cả. Chỉ duy nhất từ đấy thôi. Kiếm tiền rất dễ. GTX 1050 rơi vào khoảng là 3,8 triệu. Thì con này sửa rơi vào khoảng là 600.000 các bạn nhé. 500-600.000 một con. Ok, keo thì mình đã cho rồi, vì vậy mình không cho keo nữa. Và bây giờ mình sẽ đóng lại và tiếp thêm 1-2 lần test nữa trước khi trả em nó về nhà chồng và tiếp tục cuộc sống của em nó. Cảm ơn các bạn đã bỏ một chút thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sửa cạc Vega và test cạc Vega cũng như test các cấu hình máy tính khác. Cảm ơn các bạn.
Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh và chia sẻ video này đến cộng đồng. Cảm ơn. Và đây là kênh YouTube mới của Noah, rất mong các bạn ủng hộ.